Bữa nay biết đám giỗ nhà của Lý Ngọc Trầm, sáng giờ nhịn đói, đâu có dám ăn cơm đâu. Ra hút miếng cháo, cái kêu bỏ đũa xuống, hết sức thiệt. Rồi Thanh cũng xin kính chào tất cả anh em mình nha. Chúc toàn thể anh em mình một tiệc ngon miệng nha. Rất vui cho được nhận nghệ một ca khúc Khi Em Ra Đi, xin mời toàn cả nhà mình cùng lắng nghe nha. Cảm ơn thật là nhiều.